Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Đây là những cây hoa 10 giờ, nhiều màu mà mình đã sáng tạo trồng theo một cách mới hoàn toàn, đó là cách trồng treo. Các bạn xem, hoa nở rất tươi và rực rỡ. Các bạn có thể tận dụng những ban công đầy nắng và gió để chúng ta treo những chậu hoa 10 giờ như thế này, rất tuyệt vời. Và điều mình muốn gửi đến các bạn đó chính là một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Những chai nhựa đã qua sử dụng như thế này chúng ta đừng bỏ đi. Các bạn dùng dao rọc giấy và cắt giống như mình để tái chế làm chậu trồng hoa 10 giờ rất đẹp. Các bạn sử dụng phần này để chúng ta tạo dáng cho hoa 10 giờ, sau đó dùng mũi khoét đều trên miệng chậu. Cách làm này rất đơn giản và dễ các bạn ạ. Chúng ta khoét với mục đích để những cây hoa 10 giờ được cố định vào trên phần nhựa này. Sau khi đã khoét xong, các bạn chuẩn bị sẵn khóm hoa 10 giờ nhiều màu. Từng cây chúng ta lặt bỏ bớt lá. Những cây hoa 10 giờ còn lại các bạn đều làm giống như vậy, rất đơn giản. Và chúng ta cố định từng cây hoa 10 giờ trên phần nhựa như thế này. Và đây là một trong những cách làm rất dễ, sẽ giúp các bạn có được những chậu hoa 10 giờ đẹp trang trí trong khuôn viên nhà mình, rất tuyệt vời luôn các bạn. Và sau khi các bạn đã cố định những cây hoa 10 giờ vào trên phần nhựa này xong thì chúng ta sẽ dùng dây rút cột cố định lại. Xong, dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Và tiếp theo chúng ta chuẩn bị chậu thoát nước tốt để trồng. Các bạn cho chất trồng vào. Chất trồng càng tươi xốp, hoa 10 giờ sẽ phát triển tốt hơn. Các bạn có thể dùng đất sạch chúng ta trồng vẫn được nha các bạn. Sau khi đã xong thì các bạn sẽ cho phần đất vào đây với mục đích để giúp cho cây hoa 10 giờ phát triển tốt hơn nha các bạn. Sau khi đã đổ đất vào xong, các bạn đặt cây hoa 10 giờ vào. Vậy là chúng ta đã tạo hình và trồng hoa 10 giờ rất dễ phải không các bạn? Chỉnh sửa lại. Sau đó các bạn tưới nước cho chậu cây. Chúng ta để chậu cây ở nơi mát có ánh sáng. Sau khoảng thời gian từ 3 tới 5 ngày, cây khỏe hẳn, các bạn cho ra nắng 100%. Và 5 ngày tiếp theo, chúng ta dùng những cây hoa 10 giờ nhỏ các bạn trồng trang trí trên mặt chậu để giúp cho chậu cây chúng ta càng sinh động và đẹp hơn. Sau đó dùng móc treo, các bạn gắn vào để chúng ta tiến hành treo chậu. Vậy là mất thời gian không lâu là chúng ta đã sở hữu được chậu hoa 10 giờ treo rất đẹp nha các bạn. Các bạn tưới nước để giúp cho những cây hoa 10 giờ nhỏ vừa mới trồng xong phát triển tốt hơn. Và đây là thời điểm sau 3 tuần tiếp theo, bông hoa đầu tiên đã nở. Chậu hoa 10 giờ phát triển rất tốt. Các bạn xem, lá rất xanh. Và hiện tán cây phát triển không theo thứ tự. Trên thân cây có những cây con nhỏ đang mọc. Và chậu cây hiện đang phát triển rất tốt. Đến thời điểm này các bạn dùng thanh kẽm to, chúng ta uốn tròn lại. Xong, các bạn đặt vào chậu cây để chúng ta cố định tạo tán vững chắc cho cây hoa 10 giờ này. Sau đó dùng dây rút, các bạn cố định các vị trí này lại để giúp cho tán cây chắc chắn hơn. Xong, chúng ta cắt bỏ phần thừa của dây. Sau đó, các bạn sẽ lèn những cây hoa 10 giờ vào phần kẽm đã tạo hình. Đây là cách tạo tán để giúp cho tán cây hoa 10 giờ của chúng ta tròn và đẹp hơn nha các bạn. Và chúng ta vẫn có thể dùng những thanh kẽm nhỏ để các bạn cố định giúp cho tán cây tròn hơn nha các bạn. Và dùng kéo, các bạn cắt tỉa cho tán cây gọn gàng lại. Những cây con nhỏ mọc như thế này, các bạn cũng cắt luôn. Vậy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chậu hoa 10 giờ chúng ta đã gọn gàng. Và đây là thời điểm sau 2 tuần tiếp theo, các bạn xem. Chậu hoa 10 giờ treo của chúng ta phát triển rất tốt. Lá đã xanh lên. Và phần tán cây lúc trước chúng ta đã cắt tỉa, nay đã dày lên. Và có những nụ hoa nhỏ đang xuất hiện, rất đẹp các bạn ạ. Còn trên thân cây, những cây hoa 10 giờ nhỏ đang mọc lên.
các bạn xem. Rất đều. Và chúng ta trồng như thế này thì chậu hoa trông rất đẹp. Chỉ mong chờ vào những ngày tháng tiếp theo để chậu hoa này đẹp hơn. Và đây là thời điểm sau 3 tuần tiếp theo, chậu hoa 10 giờ treo của chúng ta đã nở hoa. Màu hoa rất tươi và đẹp. Thì đối với hoa 10 giờ các bạn nên ghép nhiều màu thì cảm giác chúng ta nhìn sẽ không có nhàm chán. Và các bạn xem, nụ hoa trên cây cũng còn rất là nhiều. Và các bạn có thể tận dụng những ban công nhiều nắng để chúng ta treo những chậu hoa 10 giờ như thế này thì tuyệt vời quá phải không các bạn? Và với cách làm đơn giản như thế này sẽ giúp ích cho những bạn nào không có thời gian rảnh, mình vẫn sở hữu được những chậu hoa 10 giờ tuyệt đẹp. Và các bạn thường xuyên bổ sung bằng những loại phân hữu cơ và để cây ngoài nắng 100%. Chúng ta giữ ẩm đất trong chậu thường xuyên thì hoa 10 giờ sẽ nở đẹp và đậm màu hơn nha các bạn. Và phần thân cây các bạn xem, những cây nhỏ mọc lên rất đẹp. Và chậu cây thì có những bông hoa đã nở, màu hoa cũng rất tươi và đẹp. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách trồng hoa 10 giờ theo một cách làm hoàn toàn mới, rất đơn giản và dễ, để giúp các bạn có được những chậu hoa 10 giờ treo rất đẹp. Và video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Chúc các bạn thành công.